Chào mừng các con quay trở lại với Kiến Guru. Ở bài học trước, chúng ta đã được học cách hỏi bạn của mình đang bị bệnh gì đúng không nào? Vậy thì nếu biết bạn của mình bị bệnh rồi, các con có muốn đưa ra các lời khuyên cho bạn mình không nhỉ? Và bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các con đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn của mình đó. Và chúng ta sẽ được học thêm một động từ nữa, đó chính là động từ should, nên. Các con lưu ý nhé, ở cuối bài học này cô có một câu hỏi bí mật dành cho những bạn nào chăm chú lắng nghe bài học ngày hôm nay đó. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Chúng ta có hai hướng để đưa ra lời khuyên, đó là những việc nên làm và những việc không nên làm. Sau đây là mẫu câu, chúng ta sẽ bắt đầu với subject, chủ ngữ. Tiếp đến sẽ là should or shouldn't. Và cuối cùng sẽ là verb phrase. Trong đó should có nghĩa là nên và shouldn't là không nên. Và shouldn't là viết tắt của should not. Verb phrase ở đây là những cụm động từ chỉ những việc các con nên làm và không nên làm. Ví dụ như chúng ta có các việc nên làm là go to the doctor, đi bác sĩ, go to the dentist, đi nha sĩ, take a rest, nghỉ ngơi, và cuối cùng sẽ là eat a lot of fruit, ăn thật nhiều hoa quả. For example, you should go to the doctor. Bạn nên đi đến bác sĩ. He should take a rest. Anh ấy nên nghỉ ngơi. Và những việc không nên làm thì sao nhỉ? Đó chính là carry heavy things, mang vác những vật nặng. Eat a lot of sweet, ăn thật nhiều đồ ngọt. Và cuối cùng sẽ là drink cold water, uống nước đá. For example, you shouldn't carry heavy things. Bạn không nên mang vác những vật nặng. She shouldn't eat a lot of sweets. Cô ấy không nên ăn nhiều đồ ngọt. Vậy thì, nếu như các con là những người nhận được lời khuyên thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ có hai cách hồi đáp như sau. Đầu tiên đó là yes, I will, thanks, dành cho lời khuyên bạn nên làm việc gì đó. For example, you should go to the dentist. Bạn nên đi đến nha sĩ. Và câu hồi đáp sẽ là yes, I will, thanks. Cảm ơn nhé, mình sẽ đi. Và nếu như còn lời khuyên của chúng ta là không nên làm việc gì đó, thì lời hồi đáp sẽ là okay, I won't, thanks. For example, you shouldn't drink cold water. Bạn không nên uống nước đá. Và lời hồi đáp sẽ là okay, I won't, thanks. Cảm ơn nha, mình sẽ không uống đâu. Hello. Hi, haha, it's Kiki. Oh, pardon, I can't hear you. It's Kiki. Oh, Kiki, what's the matter with you? I have a really bad sore throat. Sorry, I can't meet you at the library today. Okay, that's why your voice is so bad. I have some tips for you, Kiki. First, you should take a rest. Yes, I will. I'm not going to school today. And then, you shouldn't drink cold water. Okay, I won't. Thank you very much. You're welcome. I hope you get better tomorrow. Thanks. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng làm một bài tập ngắn để ôm lại các mẫu câu trong bài 11 này nhé. Các con hãy sắp xếp các từ được cho theo đúng thứ tự để tạo thành các câu hoàn chỉnh. Put the words in the correct order to make sentences. Number 1. The. What. Matter. Her. With. The answer is, what's the matter with her? Có chuyện gì với cô ấy thế? Number 2. He. Headache. Has. The answer is, he has a headache. Anh ấy bị đau đầu. Number 3. Go. Shoot. To. You. D.
dentist? The answer is you should go to the dentist. Bạn nên đi đến nha sĩ. Number 4. A. Of. Lot. He. It. Shouldn't. Sweets. The answer is he shouldn't eat a lot of sweets. Anh ấy không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ nhé, nếu muốn đưa ra một lời khuyên cho ai đó, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu cùng với should hoặc là shouldn't. Và chúng ta có hai cách hồi đáp như sau. Và sau đây là câu hỏi bí mật của cô dành cho các con. Các con hãy trả lời câu hỏi sau đây. What should you do when you have a toothache? Gợi ý một tí nha, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu đưa ra lời khuyên để trả lời câu hỏi trên. Còn bây giờ thì goodbye and see you.